trường Trung cấp nghề Hòa Bình đóng trên địa bàn huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Đây là trường nghề trực thuộc Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc và là trường cao đẳng Công giáo đầu tiên trong cả nước được thành lập. Cùng nhau ta hát hát lên bài ca, người vinh ý chí cương quyết hàng ngày, tìm vâng ý Chúa sống luôn vì tha, rằng người sẽ chia bao la tình ái. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung cấp nghề Hòa Bình, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2012 với phương châm thăng tiến con người toàn diện. Đến nay, trường Trung cấp nghề Hòa Bình đã thành địa chỉ quen thuộc của nhiều phụ huynh học sinh. Không chỉ chú trọng tới chất lượng giảng dạy, đội ngũ giáo viên của trường còn xây dựng cho học sinh những kỹ năng sống vững chắc khi bước vào tuổi trưởng thành. Trong đó, trường đặc biệt quan tâm những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, giúp các em có điều kiện mưu sinh và hòa nhập với cộng đồng. Trong niềm tin Giê-xu, bên nhau ta gắng học sớm khuya, mai đây ta bước đi vào đời, xây hạnh phúc tương lai, cho hạnh phúc gia đình, cuộc sống luôn đẹp tươi. Cùng nhau ta hát hát lên bài ca, người vinh ý chí cương quyết hàng ngày, tìm vâng ý Chúa sống. Trường còn liên kết với Học viện Taiken Shibaoka Michio Nhật Bản nhằm tạo điều kiện cho học sinh của trường được du học tại Nhật, nâng cao trình độ tay nghề. Đến dự có ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Với sự trẻ đôi mới đường xa không ngại, nhưng trên trời kiến thức thôi thú là đây. Bên giang đường thân thương ngày đêm miệt mài, đi khơi nguồn sáng tạo vươn tới những tầm cao. Năm học 2017-2018, trường có hơn 2.000 học sinh sinh viên được đào tạo ở các ngành nghề như công nghệ thông tin, kế toán, cơ khí, điện tử. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Cục Dạy nghề Nguyễn Hồng Minh chúc mừng tập thể sư phạm nhà trường, đồng thời nhấn mạnh, theo thống kê hàng năm, trường Hòa Bình là trường thuộc hệ trung cấp có thành tích tuyển sinh với số lượng cao, đầu ra tốt. Hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp đều có việc làm tại địa phương hoặc đi học tập và lao động tại nước ngoài, cụ thể là Nhật Bản. Lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề mong muốn sau khi nâng cấp lên cao đẳng, trường Hòa Bình Xuân Lộc sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Hôm nay ta sẽ cùng hát vang, sinh viên nhịp bước cùng tiếng ca, cho đời mãi vui tươi, niềm hạnh phúc cuộc sống trong tình yêu Giê-xu. Không quên anh nghe tình dẫn nuôi, luôn luôn ghi nhớ trong cuộc đời những lời giảng hôm nào, cho niềm tin rằng người cuộc sống luôn đẹp tươi.